Vậy thì bộ Judgment này, Apocalypse Trophy Silver này, xong rồi là búp bê Ares GR này của BL thì không biết là vứt đâu, chắc là mở hòm. Galaxy Ball khung tím này, token tím này, khung kim cương và các cái co ba sao các thứ khác. Cũng phải nhắc lại cho mọi người rằng là gì nhỉ, các cái gì à, cũng phải nhắc lại cho mọi người rằng là đây, cái hiển thị này nó khác hẳn so với các cái con mùa trước, đây là con tự hiểu vấn đề nhá. Để mua mua lại có 3 sao vậy, khiếp thật. Kể trước khi xem là gì, vãi trưởng hai có ba C liền cùng một loại luôn mới sợ ý. Hồ máu này, lại hồ máu tiếp, dĩ thì sao, tăng tốc di chuyển 3D thì chỉ mạng vàng. Lúc thì Nick không có khổ cọp nào, giờ khổ cả khổ anh với Free thì ba con rồi. Đây có khổ cọp ném luôn vào sổ rác mà. Thế mà ông cũng đi tám à, 3085, tôi tưởng đi 8085 thì phải luôn quá. Mẹ tao không tào lòng thì mẹ nẹt à. Tám không tám năm bạn tôi ác liệt vãi luôn. Eagle Eye 2.0. Bọn nó update đài quan sát 2.0 bảo nhá. Gì? Ông bảo sao? Đài không đấy, đài nó 2.0 ấy. Bọn nó update nào. Ui 2.0 á? 28 tháng 4, 2015. Không, ý tôi là đài quan sát 2.0 kìa. Đài quan sát 2.0 á? Tụng chịu luôn ý. Mà sao ông hỏi vậy? Tôi thấy Show your skills at the updated Eagle Eye version 2. Thế tôi mới hỏi bọn nó update 2.0 lúc nào. Tài quan sát 2.0 à, cũng không gì lắm, hình như là cũng mới thôi, trong này nó new, nó ghi rõ đấy. Đây nó có cả bản đồ mới này. À đúng, rồi tôi mới đi đấy. Laptop. Ai? Hồ đó, phải xem. Sợ hai lần aftermath kiểu Một cái là gì nhỉ? Random buff, một cái là không có random buff. Từ kiểu từ. vấn đề Mutation này. Ồ! the Hay nhá, nó tách riêng rồi. oh. Bây giờ là nó tách biệt hoàn toàn ra rồi. Bây giờ là gì nhỉ, bây giờ nó có cái trò là nó tách riêng cái Mass Mutation thành Mass Mutant Escape với cả Master HMX rồi. Cái này hy vọng về năm tách rồi. Chắc là sớm muộn đè. Void Island này, Aftermath này, cái bản đồ mẹ thì quên mẹ rồi. Storm thì phải. Void Island thì là auto là random buff. Đây, cái này Việt Nam không thể úp này. Cay không? Nhưng mà chắc là vì giờ mình cũng chẳng chừng mấy. Nhưng mà cái quan trọng là map này nó có hai chế độ nhưng mà khả năng cao Việt Nam thì không biết là như thế nào đây. Chưa biết như nào. Chờ thôi.
Còn đây có một cái rất là bựa là cái đá gì nhỉ, đá zombie bên này thì giải thưởng vĩnh viễn ở đây lại là con Evo Black.